Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh vào 31 tháng 3 năm 2023 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Xin chào khán giả từ sân đồng hàng đẫy thủ đô Hà Nội. Trước mắt chúng ta là trận đấu cuối cùng ở vòng tứ kết quốc gia của đội xếp giữa Viettel và Thép Xanh Nam Định. Trận đấu rất được chú ý. Viettel và Thép Xanh Nam Định đều đang có những chuyển biến tích cực khi có nhân tố mới tràn công. Hai đội bóng đều đã thành công trong việc chạy đua vào top 8 để tiếp tục đua tranh vô địch. Đường xuất phát của Viettel, các thủ gồm có trong cầu môn số 36 Phạm Văn Phong, số 3 Nguyễn Thanh Bình, số 4 đội trưởng Bùi Tiến Dũng, số 7 Gia Hà, số 12 Phan Tuấn Tài, số 19 Mohamed Esam, số 23 Nhâm Mạnh Dũng, số 28 Nguyễn Hoàng Đức, số 39 Dương Văn Hào, số 86 Trương Tiến Anh và số 90 là Trần Mạnh Cường, cầu thủ gốc Nam Định. Huấn luyện viên trưởng của Viettel là Thạch Bảo Khanh. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Mai Xuân Hùng, các trợ lý là Lê Thanh Tùng và Hoàng Duy Tuất. Và đây là đội xuất phát bên phía Thép Xanh Nam Định trong trận đấu này. Đứng trong thành là thủ môn Nguyên Mạnh, số 26, số 2 Đinh Viết Tú, số 3 Dương Thanh Hào, đem ban đội trưởng, số 6 Phạm Đức Huy, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Nguyễn Đình Sơn, số 10 Henrio, số 11 Câu Thi Nhô, số 15 Nguyễn Điêu Tuấn, số 88 Tô Văn Vũ và số 95 đó là Andre Luis. Viettel thắng Hà Nội 2-1, trong đó Thép Xanh Nam Định thắng Công an Hà Nội bằng đá luân lưu sau khi hòa nhau 1-1. Và như vậy là trọng tài Mai Xuân Hùng đã nổi tiếng còi khai cuộc. Trên sân lúc này Viettel nhập cuộc với số chiến thuật 4-4-2, Thép Xanh Nam Định là 4-1-4-1. Coutinho hết sức nguy hiểm, Văn Phong đã kịp đổ người. Pha bóng rất đẹp mắt, cú đá qua hàng rào và Văn Phong đã phản xạ tốt, đón bắt. Rõ ràng đến lúc này thì Nam Định đã có được tiền đạo và các tiền vệ có thể dễ đá hơn và tạo ra những phương án đa dạng hơn. Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức bấm bóng rất nguy hiểm, không vào. Pha theo người rất sát của Hữu Tuấn, Elias đã không thể có tư thế dứt điểm thuận lợi. Thêm một lần chúng ta thấy khả năng điều tiết và chuyền bóng rất hay của Hoàng Đức. Một quả bấm, điểm rơi của bóng khớp với đà di chuyển của Jefferson Elias. Đứng trước bóng là Trương Tiến Anh. Pha cắt bóng của Hữu Tuấn không được, bóng đi quá cao. Phút thứ 29 hiệp 1 của trận đấu và tỷ số vẫn là không đều. Có lẽ sau quãng nghỉ cả hai huấn luyện viên sẽ có những dặn dò cho các học trò để tìm ra những phương án. Tô Văn Vũ dứt điểm khá nguy hiểm, bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Văn Phong. Khi có khoảng trống ngay lập tức Tô Văn Vũ đã dứt điểm. Hiệp 1 của trận đấu sau khi Mohamed Esam bất ngờ chấn thương rời sân, Elias vào sân, Viettel vẫn đá đúng với phong cách của họ và vẫn lấn lướt. Henrio cú đá chân trái từ xa. Bây giờ là thời điểm mà người ta chờ đợi những cú đá tầm xa của Henrio, một miếng tấn công quan trọng của Thép Xanh Nam Định. Đỡ bóng không được gọn. Vẫn còn. Chuyền vào. Đánh đầu. Không vào. Tình huống hết sức nguy hiểm trước cầu môn của Viettel. Suýt nữa Nam Định có bàn mở tỷ số. Rất hay. Rất có thể hiệp 2 Viettel sẽ là đội quyết thắng hơn. Dứt điểm, cú đá rất mạnh và 1-0 cho Viettel. Pha phối hợp triển khai từ bên cánh phải và thêm một lần tại trận đấu đấy, Elias phát huy được khả năng sút bóng rất mạnh của mình. Trận đấu trước tại Hà Nội, anh là người đá sút bóng rất mạnh, đâm vào cột buộc lưới phía sau và chạy bóng bắn lên phía trên rất xa.
bây giờ cũng là cú đá cháy lưới đối phương. Dứt điểm không khó đối với Văn Phong. Cú đá không đủ ý lực. Đây là mùa giải mà về cơ bản Văn Phong đã chơi tốt ở mùa đầu thi đấu cho Viettel. Tô Văn Vũ. Tốc độ của Tô Văn Vũ đã phát huy và suýt nữa bàn thắng được ghi. Đó là một pha bứt tốc mà chúng ta đã thấy ở Tô Văn Vũ những năm trước đây khi chơi cho BKM Bình Dương. Pha phòng ngự không an toàn và không hiểu nhau giữa Phan Tuấn Tài và Văn Phong. Ra truyền cho Tô Văn Vũ. Rất tiếc là Tô Văn Vũ lại không xử lý thành công. Một lỗi bất ngờ của Zaha. Mất cảm giác về không gian và chuyền bóng về cho đối phương. Đường chuyền của Hữu Thắng. Elias. Rất nhịp nhàng. Elias chuyền vào. Thêm một bàn thắng cho Viettel. Một pha phối hợp ấn tượng. Và bây giờ người ghi bàn là Nhâm Mạnh Dũng. Pha bóng rất hay. Rõ ràng những gì mà Viettel đang thể hiện là mang đậm dấu ấn của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Các thủ Viettel đang có sự chuẩn bị rất tốt về lực lượng cũng như về những giải pháp tấn công. Có những sự điều chỉnh cho linh hoạt hơn, đối phó với một đội bóng mạnh hơn ở giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thực sự là những trận đấu cam go, toàn là đối thủ chất lượng. Cú đá của Zaha, phá dứt điểm từ rất xa. Nguyên Mạnh đã kịp cảnh giác. Phan Tuấn Tài đối mặt, không vào. Pha cứu thua của Nguyên Mạnh. Văn Quyết. Ngô Hoàng Thịnh rất nguy hiểm. Một pha đổ người chính xác của thủ môn Văn Phong và cứu thua cho câu lạc bộ Viettel. Chúng ta cùng xem lại pha đá phạt cực kỳ khó chịu của Ngô Hoàng Thịnh, nhưng không thể đánh bại được thủ môn Văn Phong. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của các cầu thủ Viettel trước các cầu thủ Thép Xanh Nam Định với tỷ số là 2-0. Bàn thắng mở tỷ số do công của Elias. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Nhâm Mạnh Dũng, cũng là một đường kiến tạo của Elias. Một trận đấu mà các cầu thủ câu lạc bộ Viettel đã thi đấu cực hay và có sự tính toán chính xác của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Và bây giờ một trận thật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Viettel và Thép Xanh Nam Định của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.